Nhiều cách bóc vỏ trứng. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình bóc vỏ trứng gà và trứng chim cút nhé. Chúng mình cùng quan sát này. Vỏ trứng gà cứng nên chúng mình sẽ phải đập nhẹ xuống bàn. Sau đó chúng mình sẽ dùng tay lăn đi lăn lại cho quả trứng vỡ và mềm. Chúng mình chú ý lăn nhẹ, chớ có lăn nặng mà quả trứng sẽ nát đấy. Khi đã lăn xong quả trứng, cô sẽ dùng tay bóc vỏ trứng. Vừa bóc, cô vừa xay quả trứng cho đến khi bóc hết vỏ của quả trứng đi. Cô Nhung đã bóc xong rồi. Tiếp theo là đến trứng chim cút. Với quả trứng chim cút, cô Nhung đã chuẩn bị một chiếc hộp. Cho hết trứng chim cút vào trong hộp. Chúng mình ở nhà có thể cho vào lọ hoặc chai có nắp đậy thật chặt. Khi đã đậy rồi, cô Nhung sẽ lắc, lắc đi lắc lại cho vỏ trứng mềm và vỡ ra. Sau khi lắc vỏ trứng mềm vỡ, chúng mình nhìn thấy không, rất nhiều vụn đúng không nào? Giờ thì có thể bóc dễ dàng rồi. Cũng tương tự như quả trứng gà, cô Nhung sẽ bóc vỏ trứng chim cút lần lượt xoay quanh quả trứng. Chúng mình nhớ nhé, phần vỏ trứng chúng mình sẽ cho gọn vào một chiếc bát. Quả thứ nhất, rồi đến quả thứ hai. Cô đã bóc xong trứng chim cút rồi này. Như vậy là hôm nay cô Nhung đã hướng dẫn chúng mình kỹ năng bóc vỏ trứng đấy. Với những quả trứng đã luộc này thì bóc rồi, chúng mình có thể sử dụng trực tiếp hoặc chúng mình đưa cho bố mẹ và bảo bố mẹ chế biến thành những món ăn ngon cho chúng mình, giống như món trứng chim cút có tàu này hay là trứng salad đấy. Các con ạ, trứng